Tiêu Viêm đã biết được tin tức Tiêu Y Tiên gặp nạn, hắn vội vã để cho Hân Lam dẫn đường đến giải cứu. Hân Lam đem mọi chuyện kể lại. Kể từ khi tách ra khỏi Tiêu Viêm, hai người đã đi tới đan vực. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, ách nan độc thể trong người Tiêu Y Tiên lại bộc phát. Không lâu sau đó, người của Băng Hà Cốc xuất hiện truy sát. Mục tiêu của bọn họ là chiếm lấy ách nan độc thể. Băng Hà Cốc là một trong ba cốc ngang hàng với phần Viêm Cốc. Về phần Tử Nghiên, cô bé đã quay trở về nhà, chỉ là không biết nhà của cô bé là nơi nào. Sau khi đến nơi lại không thấy người ở đâu, quang cảnh xung quanh hoang tàn và thần bí. Trong không khí ẩn giấu rất nhiều độc, với thể chất đặc thù của nàng ta thì lại có lợi. Sau bên trong còn có yêu thú hoành hành, nghe nói còn có ma thú hóa hình. Hân Lam lấy ra một con chuột độc mà Tiểu Y Tiên đã để lại. Nó có thể dẫn đường cho hai người tìm thấy nàng ta. Tiêu Viêm cứ theo chỉ dẫn mà làm. Sâu bên trong sơn cốc, Tiêu Y Tiên đang giao chiến với một lão già. Thực lực kẻ này có phần trên cơ, lão ngưng tụ đấu khí thành rất nhiều thanh kiếm để tấn công. Tiêu Y Tiên phải liên tục tránh né. Lão ta lại ngưng tụ sức mạnh vào lòng bàn tay rồi lao đến tung chưởng. Nàng ta cũng giơ hai tay đón đỡ. Công kích va chạm xé vỡ không gian. Đối chiến trực diện, Tiêu Y Tiên bị yếu thế, đa vậy phe địch còn xuất hiện thêm viện binh. Tiêu Y Tiên định bạo phát độc ngăn cản nhưng không thi triển ra được chiêu thức. Hóa ra trong lúc va chạm vừa rồi, lão già kia đã âm thầm đưa đấu khí hệ băng của mình vào trong người Tiêu Y Tiên. Hàn khí nhập thể khiến máu trong người nhanh chóng bị đóng băng. Trong vòng một tháng, nếu không được cốc chủ của bọn chúng hóa giải hàn khí, thì Tiêu Y Tiên sẽ trở thành một cục thịt đông lạnh. Nàng ta thả ngã xuống chứ không chịu khuất phục và yêu cầu đối phương bớt là nhảy lại. Lão ta phẫn nộ ngưng tụ ra vài trăm mũi tên băng giáng xuống. Tiêu Y Tiên nhanh chân bỏ chạy, các mũi tên băng đuổi theo. Công kích liên miên không dứt, Tiêu Y Tiên dùng hết sức bình sinh ngăn cản lại. Điều này khiến cho độc tố trong người tái phát thêm. Lão ra lệnh cho đàn em cùng nhau kết trận, còn mình sẽ cầm chân Tiêu Y Tiên. Theo kế hoạch mà làm, đệ tử và trưởng lão Băng Hà Cốc cùng nhau tạo ra một cái kết giới. Tiêu Y Tiên muốn lao ra ngoài nhưng lại bị cầm chân liên tục. Cuối cùng vẫn không thể thoát ra được. Sau một trận chiến khá dài hơi thì kẻ ác lại dừng lại để nói vài câu giải thích cùng khiêu khích. Rơi vào đường cùng, Tiêu Y Tiên quyết định liều mạng bằng cách phá giải phong ấn ách nan độc thể. Lão ta cầm kiếm xông đến, mũi kiếm hướng thẳng vào người Tiêu Y Tiên. Đúng vào lúc này, Tiêu Viêm đã xuất hiện để giải cứu mỹ nhân. Sự có mặt của hắn giúp nàng ta chút bỏ được gánh nặng. Thấy kế hoạch bị phá đám, kẻ địch lại bắt đầu nói vài câu tỏ vẻ khinh thường và xấu xa. Tiêu Viêm cảm thấy áy náy vì lần này đến muộn. Bây giờ có hắn ở đây, không ai làm tổn thương nàng được nữa. Ông Tiêu Viêm này có vợ rồi mà còn dám nói mấy câu ngọt ngào với con gái như vậy. Mỹ Đô Toa mà biết chắc chắn sẽ cầm chảo gõ sừng đầu. Hắn xông lên giao thủ với một trưởng lão tu vi đấu tông. Thân hình hai người lao vào nhau va chạm liên tục. Tên trưởng lão cầm đầu vẫn đối phó với Tiêu Y Tiên. Tiêu Y Tiên vội bay ra ngoài tránh né, lưỡi cưa đuổi theo liên tục, lão ta lại gia tăng thêm sức mạnh và tốc độ. Tiêu Y Tiên buộc phải quay lại ngăn cản nhưng không cầm cự được quá lâu. Thấy mỹ nhân gặp nguy hiểm, Tiêu Viêm lập tức triệu hồi khôi lỗi ra ngăn cản, sau đó điều khiển khôi lỗi xông lên. Trưởng lão tạo ra một tấm khiên ngăn cản, nhưng mà sức mạnh của khôi lỗi quá khủng khiếp. Chỉ cần sử dụng nắm đấm đã dễ dàng phá hủy tấm khiên. Thậm chí rằng sau khi nhận một cú đấm từ kẻ địch lại không hề nhúc nhích. Biết tình hình không ổn rồi, trưởng lão cầm đầu lập tức hô hào đàn em mau chóng giải quyết Tiêu Viêm. Lão già cầm thương nhìn về phía hắn khinh thường, nói mạnh mẽ là như vậy, đến lúc lâm trận lại phế không chịu được. Tiêu Viêm gọi Thiên Hòa Tôn giả ra ngoài sút một cái khiến kẻ địch bay vào vách núi. Tu vi của Thiên Hòa Tôn giả đã là bát tinh đấu tông, đám người Băng Hà Cốc thấy tình thế không ổn, nên lập tức chuyển sang chế độ tự giới thiệu lý lịch bản thân là trưởng lão Băng Hà Cốc. Mong Thiên Hòa Tôn giả đừng nhúng tay vào. Việc nhắc đến tên tông môn cũng đủ hiểu rằng tên trưởng lão này đang muốn dùng thanh danh của Băng Hà Cốc để uy hiếp. Tiếc rằng lão ta đã dọa nhầm người. Thiên Hòa Tôn giả trực tiếp xông lên, bón cho một trận đòn nữa. Phía Băng Hà Cốc đến gần 10 người, trong số đó có đến 3 đấu tông. Từ đầu đến cuối lại chỉ có vài người xuất thủ, phần còn lại thì đứng nhìn. Sự có mặt của bọn họ cũng chỉ đến để cho đủ nhân số, tác dụng duy nhất trở thành bao cát tập đánh. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động ngưng tụ ra phân thân xông lên tác động vật lý cho từng người. Mỗi tên chỉ cần một đòn,
Tiêu Viêm thì giao thủ với trưởng lão có tu vi nhị tinh đấu tông. Sau khi bị đánh cho một trận, trưởng lão cũng sử dụng đến đấu kỹ. Đấu kỹ cuồn cuộn ngưng tụ vào cánh tay rồi ngưng tụ sức mạnh, đánh ra một trường hình con rắn. Tiêu Viêm cũng ngưng tụ ra một con sói lửa. Sói lửa ngoạm một cái liền phá hủy con rắn, khiến trưởng lão bị trọng thương. Việc kế tiếp là tặng cho đối phương một vé đi gặp ông bà. Cứ như vậy, cường giả nhị tinh đấu tông đã phải ngã xuống. Nhưng mà cuộc chiến tại những nơi khác vẫn chưa xong. Vậy liệu rằng Tiêu Viêm sẽ phải gặp thêm khó khăn gì nữa hay không? Các bạn hãy cùng mình đón xem nhé! Video này xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.